Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 602. Bài toán này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Cụ thể bài toán này là bài toán xuôi. Thế thì phương pháp giải bài toán xuôi ở đây chúng ta dùng phương pháp là xét tỷ lệ OH trừ trên CO2. Ở bài toán này chỉ có một điểm mới mà thầy minh họa lại cho các bạn, đó là phương pháp quy đổi phản ứng. Nếu như CO2 sục vào kiềm thứ nhất là KOH, thu được dung dịch X, sau đó đổ kiềm thứ hai vào X gì thì thu được kết tủa. Như vậy thầy quy đổi phản ứng coi CO2 của thầy sục vào cả hỗn hợp hai kiềm này luôn với số mol tương ứng và tìm kết tủa CaCO3. Bản chất của phản ứng ở đây thầy có được mô tả qua thông báo ba cái phương trình này. Phương trình 1 và 2 có thể xảy ra cả hai hoặc có thể chỉ xảy ra phản ứng 1 hoặc 2. Phản ứng 3 của thầy hình thành khi mà có CO3 2 trừ sinh ra, nó kết hợp với Ba2 cộng để tạo kết tủa BaCO3. Áp dụng tương tự với canxi CaCO3 ở đây này. Đó. Thế thì áp dụng vào bài này thầy có như sau. Xét OH trừ trên CO2 sẽ bằng 2,5. 2,5 của thầy lớn hơn 2. Lớn hơn 2 điều đó chứng tỏ là chỉ có phản ứng số 2 này. Tức là phản ứng số 1 không có. Chỉ có phản ứng 2 và tất cả CO3 2 trừ ở phản ứng 2 sẽ cung cấp cho phản ứng số 3. Đó. Thế thì kết quả CO3 2 trừ của thầy tính được bằng phương pháp bảo toàn C. Tất cả CO2 chui hết vào CO3 2 trừ. Bảo toàn C thì tìm được là 0,1 mol. Sau khi tìm được CO3 2 trừ, nó kết hợp với lại canxi 2 cộng để tạo kết tủa CaCO3 và các em phải tính theo ion hết. Cụ thể là tính theo canxi là 0,05 mol. Các em nhân với 100 thì ra gam là 5 gam. Và đáp án thầy chọn là A.